Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống băng tần VNTV và quý vị vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với các loại sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe như là đông trùng hạ thảo Moringa 950 hay là dầu sức mạnh con tê giác vân vân. Ngoài ra thì công ty cũng nhận chuyển sữa Ensure được sản xuất 100% tại Hoa Kỳ về 64 tỉnh thành của Việt Nam với giá vô cùng phải chăng và đảm bảo rằng Medibank Guarantee. Hãy liên lạc với số điện thoại công ty 714-949-8688, 714-949-8688, xin cảm ơn. Và chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin còn lại trong ngày. Và kính thưa quý vị, chúng tôi quay trở ngược lại cái vấn đề mà nãy chú Chu Tức Tiến có đưa ra là cái vấn đề mà YouTube cũng đã xóa bỏ những cái video mà loan truyền những cái tin tức sai lạc về vaccine, tất cả các loại vaccine luôn chứ không phải là riêng về vaccine COVID-19 không. Thì vào ngày 28 tháng 9 thì YouTube cũng đã ra một cái thông báo cho biết rằng là gỡ những cái đoạn video có những cái nội dung tạo nghi ngờ về tất cả những các loại vaccine cũng đã được chính phủ chấp thuận để mà sử dụng. Không chỉ riêng về cái vấn đề vaccine COVID-19 và đây là một trong những cái thay đổi mà từ trước đến nay vẫn coi là thấy rằng là cái vấn đề như vậy thôi. Theo như là công ty của Google trực thuộc về tập đoàn Alphabet Incorporation đã cho biết là sẽ mở rộng cái vấn đề mà sẽ chống những cái tin thất thiệt sai trái nhắm vào những các loạt vaccine đã được giới chức của các ngành y tế có trách nhiệm và để về cái tính an toàn và hiệu quả. Theo như là phó giám đốc của YouTube là ông Matt Halperin, ông nói rằng là cái lệnh cấm đưa lên YouTube để mà có thể nhắm vào những cái hình thức truyền tải tin tức đã cho rằng vaccine là nguy hiểm hay là có thể gây ra bệnh tật lâu dài như là bệnh tự kỷ. Thì vào một năm trước là năm 2020 thì YouTube cũng đã cấm loan tải một số đoạn video đã chỉ trích vaccine chống COVID-19 và Google, YouTube cũng như là nói rằng từ đó cho đến nay là hiện tại công ty của họ cũng đã tháo gỡ là khoảng 13.000 cái video đã vi phạm về cái quy định này. Nhưng mà có một số video cũng đã tìm cách để mà có thể né tránh bằng việc đưa ra những cái phát biểu sai lệch về vaccine mà không có đề cập về cái vấn đề COVID-19 nên là hiện tại vẫn chưa bị. Và YouTube nói rằng là cái vấn đề quy định họ đưa ra là quá hạn hẹp và rất là dễ bị vô hiệu hóa. Và hiện ra thì YouTube cũng đang bị những cái áp lực từ phía của Facebook Incorporation hoặc là Twitter về cách họ kiểm soát về cái vấn đề tin tức về của hệ thống y tế. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như những cái nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã đả kích những cái trang mạng xã hội và nói rằng là đây là một trong những cái biện pháp không có hữu hiệu để chống lại những cái luận cứ sai lệch tấn công về cái vaccine. Và những cái chính trị gia cánh hữu lại tố cáo YouTube là ngăn chặn cái quyền tự do phát biểu của họ về tự do ngôn luận. Người đứng đầu về cái nội dung y tế của YouTube và là ông Gus Graham, ông cho biết rằng là công ty của ông là nói về YouTube đã không có thảo luận với chính phủ của Tổng thống Joe Biden khi mà cập nhật cái quy định của họ về vaccine nhưng mà có tham khảo với những cái giới chuyên môn. Thì theo như ông nói thì có rất là nhiều những cái chứng cứ khoa học về sự an toàn cũng như là tính hiệu quả của vaccine. Thì đó là lý do mà chúng ta nếu mà có đăng những cái bài mà về vaccine, không riêng về vaccine của COVID-19 mà tất cả những cái vaccine khác thì cũng sẽ bị gỡ ra. Thì coi như là ngoài những cái tuyên bố về vaccine COVID-19 mà sai sự thật, những cái vấn đề khác như là tuyên bố sai về cái vấn đề tiêm chủng như là bệnh sởi, viêm gan B cũng đã bị YouTube gỡ bỏ ra. Thì đó là một trong những cái ví dụ mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Và chúng ta lưu ý khi mà đăng những cái tin lên trên YouTube để cẩn thận, không có thì sẽ bị những cái thiệt thòi rất là đáng tiếc. Muốn hỏi Phương Thảo là không biết trong gia đình Phương Thảo người mới quen có ai trích cái liều thứ hai bị phản ứng không? Dạ, liều thứ hai thì không ạ. Không có ai bị hết. Dạ không, bình thường nói thôi. Nhiều cái tin đồn lên nó nói là trích liều thứ hai bị phản ứng. Cũng có những người ta bị phản ứng có thật. Yeah. Dạ, có những người quen Thảo biết thôi chứ còn gia đình Thảo thì không có bị. Dạ, mấy đứa nhỏ Thảo cũng không bị và cả bản thân. Dạ, đúng rồi. Vui chơi giống như chiếc cơ bộ. Dạ, chắc là do tùy cái hệ thống miễn dịch của mỗi người thì có thể là chịu đựng được cái loại vaccine như thế nào. Yên tâm, mình mặc dù sao qua. Dạ. Lá chích hai mũi thì đang chuẩn bị chích mũi thứ ba thưa quý vị. Mà chích mũi thứ ba thì rất là dư luận. Mình chống có dư luận nói là không cần chích. Mà có dư luận mà cần phải chích thì chả hiểu ra sao thôi. Kệ, cái chích cái chả mất đồng nào hơn là chích xì ke tốn tiền, nguy hiểm. Thưa quý vị, với bản tin này nó lại có vẻ ngược ngạo lại bản tin hồi nãy chúng tôi thưa quý vị, tức là hồi nãy chúng tôi thưa quý vị là
ông Bộ trưởng Quốc phòng á, là yêu cầu phải trả lại những cái tàu bay, cũng như là thả những người mà lái máy bay đó mà là những người đã được Hoa Kỳ huấn luyện ở Tajikistan. Thế bây giờ là ông Bộ trưởng Nội an lại khác đấy, ông Bộ trưởng Nội an này lại lạ lùng, lại có một cái hành động khác, tức là có một số những người Mỹ và những người mà Afghanistan đi một chuyến máy bay, và khi mà đang chuẩn bị đi vào không phận của Hoa Kỳ thì bị ông Bộ trưởng Nội an ông cấm không được, không cho vô, ông cho vô, ông nói đi đâu thì đi, không được vô tại vì chưa có lệnh này. Khái như vậy đó, thì ông nói như vậy thì do đó cái máy bay là phải chuyển hướng. Bây giờ nó đậu ở cái chỗ này, cái chỗ này hơi lạ lùng đó. Tôi chưa nghe bao giờ, đó là ở Abu Dhabi, nó là một cái thủ đô của một nước United Arab, tức là Liên hiệp Ả Rập, nó ở Persian Gulf. Thì cái đây là một cái capital là chúng tôi chưa nghe tên bao giờ. Nhưng bây giờ mấy người này đang bị giam giữ ở đó, và trong khi đó thì ông Bộ trưởng Nội an thì không có một cái lời giải thích nào lý do tại sao lại không cho những người đã bay vào nội địa Hoa Kỳ. Thì đây là hai thái độ rất là đối kháng nhau. Một bằng ông Bộ trưởng Quốc phòng thì yêu cầu phải cho người ra đi và yêu cầu cho trở vào Hoa Kỳ, ông Bộ trưởng Nội an lại có một quyết định khác, tức là những người này mà đi vào Hoa Kỳ không có được ở lại nữa là khác. Bây giờ tất cả những người đó, gần 100 người Hoa Kỳ và một số những người Afghanistan mà làm việc cho Hoa Kỳ đang nằm chờ ở Abu Dhabi, là Abu Dhabi chắc chúng ta chưa nghe đến tên này bao giờ, đang nằm chờ đó để chờ quyết định của Biden, và Biden cũng chưa có một cái giải pháp thích đáng nào để có thể cho những người đó được vào Hoa Kỳ hay là không được vào Hoa Kỳ. Dạ, và chúng tôi muốn cập nhật một cái bản tin, đây là cho những người làm công nhân may những cái mặt hàng tại tiểu bang California. Và về cái mức lương tối thiểu sẽ được trả là lên đến 14 đồng một giờ. Và đây là một trong những cái đạo luật có tên là SB 62, còn gọi là đạo luật bảo vệ công nhân may mặc, đã được thống đốc Gavin Newsom ký vào ngày 27 tháng 9. Và cái luật này khi mà đã được ký thì sẽ bắt buộc những cái kỳ nghề may mặc sẽ phải trả lương cho những người công nhân này theo giờ, chứ không theo số lượng sản phẩm mà họ đang làm ra. Thì hiện tại thì cái đạo luật khi mà đã mở ra sẽ mở đường cho hàng ngàn công nhân tại tiểu bang California, thì tại những cái hãng xưởng mà sẽ có là 26 nhân viên trở lên sẽ được nhận lương tối thiểu là 14 Mỹ Kim cho một giờ. Theo như lời của thống đốc Gavin Newsom ra cái một cái thông báo cho biết rằng là California sẽ bắt buộc hãng xưởng phải chịu trách nhiệm cũng như là sẽ công nhận giá trị của những người công nhân này, và để vì những người họ đã giúp để xây dựng nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới. Và những cái dự luật như thế này sẽ bảo vệ cho những người công nhân có lương thấp, mà nhiều người trong số họ là đa số là phụ nữ da màu và những người nhập cư, để đảm bảo họ sẽ được trả lương một cách xứng đáng với cái công sức cũng như là cải thiện về cái môi trường làm việc. Và cái đạo luật là SB 62, thì tiểu bang California trở thành một trong những cái tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đã loại bỏ cái vấn đề trả lương theo sản phẩm, mà mặc dù sẽ có những cái trường hợp miễn trừ dành cho hãng xưởng đã ký thỏa thuận với những cái nghiệp đoàn. Thì công ty thời trang American Apparel và cũng như là Hiệp hội giày dép cũng đã cảnh báo rằng khi mà cái đạo luật SB 62 này sẽ khiến cho hãng xưởng may mặc sẽ dời ra khỏi tiểu bang California và sẽ làm phải mất việc làm cho người lao động rất là nhiều. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là thành phố Los Angeles là hiện tại tập trung rất là đông những cái công nhân may mặc lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ luôn, với lại khoảng hơn 40.000 người và làm việc cho khoảng 2.000 xưởng may mặc. Thì những cái nhà máy nhỏ thì thường hoạt động mà không có đăng ký theo đúng ghi danh, những cái đúng thủ tục, góp phần vào coi như là họ chỉ trả lương theo sản phẩm cho những người công nhân may mặc thôi. Thì hiện tại có khoảng là 85% công nhân may mặc đã không được trả lương theo mức tối thiểu, mà chỉ trả là từ theo sản phẩm, khoảng từ 2 cho đến 6 cent cho một sản phẩm. Và hầu hết những công viên nhân này phải làm việc là 60 cho đến 70 giờ cho một tuần, và kiếm chỉ được khoảng là 300 Mỹ Kim cho một tuần thôi. Thì 4 tuần lễ thì chỉ kiếm được có khoảng 1.200 Mỹ Kim. Và cái nghiệp đoàn để mà bảo vệ những người công nhân này thì họ rất là hoan nghênh về cái ký quyết định mới SB 62 này của thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, về cái đạo luật này, và hy vọng là sớm
thì những người công nhân khi mà vào những cái hãng xưởng may mà chính mà không phải những cái doanh nghiệp nhỏ mà phải từ 26 người trở lên thì họ sẽ được hưởng một cái mức lương tương xứng với cái công sức lao động của họ đã bỏ ra. Thưa quý vị, đã từ lâu chúng ta đã biết là dân của Đài Loan có cái máu thích ẩu đả, nói một cách danh từ, một cái ngôn từ cái bình dân đó là đánh lộn. Đặc biệt là những người mà dân biểu, thưa quý vị, đã ba cái lần chúng tôi sẽ trình lên quý vị những cái cuộc đánh lộn nghĩa là tùm lum tà la, ông nọ lại trèo lên bà kia rồi ném nhau rồi cầm cuốc đập vào đầu nhau rồi lấy cái bảng biểu ngữ đập vào đầu nhau, có người bị xỉu luôn. Thưa quý vị, đã quý vị thấy trên màn hình đó là toàn là dân biểu mà, những người có học không chứ không phải là dân ngoài chợ búa đâu, thưa quý vị. Họ đánh nhau một cách dữ dội lắm, là chỉ vì nghĩa là không có đồng ý về cái vấn đề mà kiểm soát Covid. Một số người thì cho rằng là những con heo, thịt heo chở từ Hoa Kỳ tới là phải bị kiểm dịch. Còn những người khác thì nói không có sao, từ Hoa Kỳ chưa có cái vụ mà heo bị bệnh. Do đó hai bên chỉ có ngoại thôi, đúng không? Nhào vô đánh nhau quá trời và đất lượng thì không biết là cái dân Đài Loan này, những người học thức họ như thế nào, tất cả đều là học thức. Và sau đó một số người phải đi vô bệnh viện tại vì bị đập vào đầu, bị đấm, bị đá, rồi có những lần mà lấy chai nước đập vào đầu nhau, u đầu lỗ chán luôn, thưa quý vị. Thật là buồn cười cho cái quốc hội của Đài Loan. Mà còn nước Mỹ chúng ta thì cũng có cái vụ bạo loạn vừa qua, nhưng mà cái đó là một chuyện xảy ra trong cả thế định kỳ, thưa quý vị. Dạ, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Điểm Tin của buổi sáng ngày hôm nay, và kính chúc cho quý khán giả có một ngày thứ năm an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.